Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng John. Bây giờ thì đang là 9 giờ sáng của ngày mùng 1 tháng 7 năm 2022. Vào ngày mùng 1 tháng 7, tôi xin chia sẻ một cái thông tin vào ngày 30 tháng 6. Một cái thông tin có thể nói rằng là rất buồn, cực kỳ thất vọng. Ngày 30 tháng 6 thì bác Tổng Bí thư Bộ Chính trị đã tổ chức một cái cuộc tổng kết 10 năm về tổng công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Trong đó có rất nhiều kết quả, rất nhiều những tham luận, những cái điểm sáng trong đó, đặc biệt là Bộ Công an. Tuy nhiên, có một cái phát biểu mà của một cái người mà chúng ta rất là kỳ vọng, nhưng lại gây một cái sự thất vọng, có thể nói rằng tới cùng cực. Kênh Trang Trang TV là cái kênh mà có ba cái tôn chỉ, đó là tôn chỉ sự thật, niềm tin và lan tỏa cái sự tử tế. Anh Lê Minh Trí, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, không phải là một nhân vật xa lạ gì trên kênh Trang Trang TV. Và anh rất được lòng của Tổng Bí thư. Ví dụ đơn cử như là một cái lần mà anh đăng ký, nghĩa là anh đề xuất một cái luật, nó gọi là luật đăng ký tài sản. Luật đăng ký tài sản, đó là cái luật mà có thể nói tới một cuộc tổng kiểm tra về tài sản, để từ đó chúng ta biết chính xác số tiền của quan tham đi đâu và tại sao một số nhân vật mặc dù là chỉ có hơn 20 tuổi, nhưng Lê Minh Trí nói ở trong thời điểm đó mà sở hữu đến hàng nghìn tỷ đồng. Đó là cái câu chuyện về thu hồi tài sản bằng cái luật, gọi luật đăng ký tài sản đó, đúng không ạ? Và khi anh ấy nói như vậy thì bác Tổng Bí thư mặc dù rất mệt nhưng mà đã đưa một cái like như thế này để thấy rằng đây là một cái dự luật được Tổng Bí thư ủng hộ vô cùng. Thế nhưng á, câu chuyện thì về tài sản thì rất nhiều. Tài sản thì rất nhiều. Và để thu hồi tài sản thì có nhiều biện pháp. Nhưng với cái giải pháp mà anh Lê Minh Trí đưa ra trong cái tham luận ngày hôm qua thì có thể nói rằng là tôi quá thất vọng, cực kỳ thất vọng. Thay vì xúc tiến nhanh cái luật đăng ký tài sản và một số luật khác và làm cho quan tham nhũng không thể tham nhũng thì bằng một cái đề xuất như thế này thì xin thưa với các bác, chúng ta biết nói gì hơn. Đầu tiên ấy, là vụ việc này thì cũng đã được lên một cái diễn đàn là Ô Tô Fan với một cái tiêu đề ngon rồi, ăn trộm bị phát hiện thì trả lại tiền là thoát tội. Và ở đây thì có trích dẫn một cái bài, đó là cái bài của anh Lê Minh Trí, chính là đề xuất tạo điều kiện cho cán bộ sai phạm khắc phục cái hậu quả vào ngày hôm qua. Đó là cái bài này. Và một chút nữa tôi và các bác sẽ nhìn vào cái bài này để thấy rằng có cái gì mới. Và trích dẫn ở đây này: cán bộ tham nhũng được tạo điều kiện khắc phục hậu quả, khắc phục xong thì không bị khởi tố điều tra hình sự nữa thì có khác gì là đi ăn trộm, chót lọt thì được của, bị bắt trả lại đồ ăn trộm thì là hòa cả làng. Đồng chí Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đề xuất sáng tạo đến thế là cùng. Và ở dưới các bác có thể thấy rằng là có nhiều comment của các bác bên cạnh. Ví dụ ngay lập tức bác Minh Hải 85985 thì có nói rằng là sợ cụ tổng không nghe. Bác Tô Xích 82 thì nói rằng là hơi mùi. Và bác Trục thì nói rằng là hay và ngồi xổm trên pháp luật rồi. Và thậm chí có bác Lexus 315 thì có nói thế này: phản rồi, dám đề xuất đi ngược lại ý cụ à. Đó. Và bác Express 22 thì nói rằng là tha, xong cho đeo biển, tôi là thằng ăn trộm, từ nay tôi xin chừa. Bác Trăm Hoa Đơn Nở thì có một cái từ là nhố nhăng nhỉ. Và nhiều bác đặt một cái nghi ngờ, ví dụ như là dọn đường trước. Bác Bia Hơi Hà Nội thì nói rằng là dọn đường trước nếu nhỡ ba chấm thì bác Trục dưới này là em hiểu ý cụ rồi, vân vân. Và thậm chí bác Minh Hải 85 nói rằng là cụ ngồi nghe và chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Đó. Và bác Ghét Chó thì nói rằng là hỏng thật rồi. Lãnh đạo Viện Kiểm sát đề xuất thế này thì hỏng hết luật pháp quốc gia. Bọn lãnh đạo thì chúng ngày càng đớp rất hăng. Đó. Và bác Quần Đùi Đáp Lê thì nói rằng là chỉ dành cho cán bộ thôi nhé. Đó. Và thoải mái được chén với đục phá đê, vãi với cả đề xuất, vân vân. Ở đây thì chỉ trong một đêm thì đã có tổng cộng là hơn 160 cái ý kiến bình luận. Xin thưa với các bác, vậy thì anh Lê Minh Trí nói gì mà
đa phần những cái bình luận trong này thì lại phản đối anh Lê Minh Chí gay như thế. Thì đây chính là cái đề xuất mà chúng ta cần phải xem qua chỗ này. Chúng ta cùng đọc thật kỹ nha. Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao Lê Minh Chí thì đề xuất là cho cán bộ sai phạm chủ động khắc phục hiệu quả, nếu không thì mới khởi tố, điều tra và xét xử hình sự. Phát biểu tại hội nghị tổng kết 10 năm phòng chống tham nhũng vào sáng 30 tháng 6, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Lê Minh Chí thì cho rằng chống tham nhũng là nhiệm vụ phức tạp, cần lắng nghe ý kiến nhiều chiều để bổ sung quan điểm, cách làm mới đạt hiệu quả tốt. Một trong những nhiệm vụ cần đặc biệt quan tâm là thu hồi tài sản nhà nước bị tham nhũng, chiếm đoạt, thất thoát và tăng cái tính phòng ngừa và giảm xử lý hình sự đối với người vi phạm. Kinh nghiệm của Trung Quốc là khi phát hiện ra vi phạm của cơ quan hành chính thì Viện Kiểm sát sẽ kiến nghị khắc phục. Nếu cơ quan nào không khắc phục thì Viện Kiểm sát khởi kiện ra tòa để yêu cầu tòa phán quyết. Ông Chí cho rằng Việt Nam cũng nên tăng phòng ngừa, giảm xử lý hình sự, tạo điều kiện để cho người mắc sai phạm khắc phục hậu quả. Cách làm này thì thu hồi được phần lớn tài sản thất thoát do người vi phạm chủ động khắc phục để không bị xử lý. Chúng ta sẽ không phải băn khoăn nhiều về việc xử lý cán bộ đồng chí của mình. Và đây là câu chốt này. Chúng ta cũng không phải băn khoăn nhiều về việc xử lý cán bộ đồng chí của mình. Và ông Chí nhắc lại hoạt động nghiệp vụ của các cơ quan tố tụng thì đi đôi với yêu cầu tiến công tội phạm phải đảm bảo nguyên tắc suy đoán vô tội, không hình sự hóa quan hệ dân sự, kinh tế. Nhưng vấn đề phức tạp cần phải tìm hiểu sâu lĩnh vực chuyên môn, lắng nghe giải trình và đảm bảo tính khách quan, toàn diện. Xử lý nghiêm người chủ mưu cầm đầu nhưng cần giảm nhẹ cho những người phải làm theo do chấp hành mệnh lệnh và không vụ lợi nếu khai nhận hợp tác tốt, khắc phục không còn hậu quả, ông Chí nói. Và cho rằng quy định 102 về kỷ luật đảng viên vi phạm thì rất nghiêm khắc, dẫn đến tâm lý là sợ oan sai, sợ bỏ lọt tội phạm. Điều này thì tác động đến trách nhiệm của cán bộ làm nhiệm vụ, kể cả trong cơ quan tư pháp. Cùng với tăng cường kỷ luật xử lý nghiêm cán bộ tham nhũng thì Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cho rằng cần bổ sung kịp thời chính sách pháp luật về quản lý, nhất là những lĩnh vực nhạy cảm, dễ tham nhũng. Ban hành nhiều chính sách pháp luật tạo động lực phát triển, thu hút nguồn lực, khuyến khích người năng động sáng tạo, đảm bảo hành lang pháp lý an toàn, hạn chế rủi ro với người thực hiện. Đó. Nếu có khoảng trống thì kẻ xấu sẽ lợi dụng để vi phạm, còn không có hành lang pháp lý đảm bảo an toàn thì người tốt sẽ bị sợ rủi ro, không năng động sáng tạo, không có động lực phấn đấu trong thực thi nhiệm vụ. Thực tế, việc cố ý làm trái và năng động sáng tạo thì hành vi làm là giống nhau, chỉ khác là hậu quả hay là hiệu quả mà thôi. Thì ông Chí nói như vậy. Đây là một cái một chút nữa tôi sẽ phân tích. Vì vậy, ông kiến nghị Tổng Bí thư Bộ Chính trị Trung ương để xem xét giao Quốc hội chính sách là giao cái việc này kịp thời. Đây là toàn bộ những ý kiến của ông Lê Minh Chí. Tôi thì tôi có cái quan điểm nhất quán thế này, bởi vì tôi độc lập tư duy. Xin thưa với các bác là như vậy. Tôi độc lập tư duy, tôi không có phải theo ai hết. Xin thưa với các bác. Đúng thì tôi ủng hộ, mà sai thì tôi đấu tranh. Và nếu thấy có gì sai sót thì tôi phê bình và tôi góp ý. Riêng đối với việc này mà ý kiến này của ông Lê Minh Chí thì tôi phê bình và tôi góp ý thế này. Nếu đưa ra cái quy định như thế thì không ổn. Tại sao tôi nói không ổn? Thì có thứ nhất, có mấy lý do như sau. Mục đích chính trong hai cái bài phát biểu thì có hai ý của anh Lê Minh Chí. Một, một là gì ạ? Một thì đó chính là cái việc mà thu hồi tài sản tham nhũng. Và hai là những người dám nghĩ dám làm và cố ý làm trái. Thì hai cái này là đồng nghĩa hiệu quả với hậu quả đây. Về cái thứ nhất là về thu hồi tài sản tham nhũng. Thì thứ nhất thế này, tôi không đồng ý với cái việc là cứ thu hồi như là và là nếu như mà họ xin thưa như này, theo anh Lê Bích Trí ấy, thì là nếu họ khắc phục hậu quả thì coi như là chúng ta sẽ không hình sự hóa. Đó. Các bác để ý lại một cái câu nhá, tôi sẽ bôi đen cho các bác ở đây. Đó. Đây. Bên gọi rằng là tạo điều kiện cho người sai phạm. Đó. Tạo điều kiện cho người sai phạm khắc phục hậu quả. Đó. Và để mà không bị hình sự hóa. Và chúng ta cũng không phải băn khoăn với người đồng chí đồng đội của mình. Thứ nhất ấy, việc chúng ta băn khoăn với người đồng chí đồng đội của mình đó là tình cảm cá nhân, đúng không ạ? Tình cảm cá nhân.
chứ không phải là tình cảm ấy. Việc công và việc tư là hai cái khác nhau. Chúng ta nhân văn, nhân ái, nhân tình, nhưng tuyệt đối chúng ta không nhân nhượng với tham nhũng. Đó là lời của bác Tổng Bí Thư, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa rằng là liên quan tới việc thu hồi tài sản ấy, thì tôi xin chia sẻ với anh Lê Minh Trí thế này. Nếu mà khắc phục tài sản, khắc phục ấy, mà được miễn hình sự và không bị điều tra vân vân ấy, thì họ có giữ ghế của mình được hay không? Đấy là thứ nhất. Cái thứ hai nữa rằng là khi không hình sự hóa thì bây giờ là nó áp dụng cho cả quan hay cho cả dân. Tôi bây giờ tôi đi ăn trộm và khi bị bắt tôi trả lại cái tài sản đó thì liệu rằng tôi có bị bắt hay không? Đúng không ạ? Đấy là cái việc mà hoàn toàn có thể trả lời được. Pháp luật nó phải bình đẳng. Bây giờ đi ăn trộm một cái xe máy và khi bị bắt thì tôi bảo tôi trả lại cái xe máy đó. Thế là coi như là khắc phục xong cái hậu quả. Đúng không ạ? Thế nhưng mà làm 10 vụ thì có một vụ tôi bị bắt, vậy ăn lời 9 vụ. Ăn lời 9 vụ. Và rõ ràng đây là cái điểm không sòng phẳng. Đúng không ạ? Ăn lời 9 vụ. Thế là cuối cùng là nhà ai cũng đi ăn trộm, nhà nhà đi ăn trộm, người người đi ăn trộm. Trong các vụ án tham nhũng ấy, thì thậm chí có những cái vụ ấy, mà thiệt hại nó chỉ vài chục tỷ đồng như của anh Đức Trung. Thế nhưng biết đâu trước đó thì anh Trung đã làm nhiều vụ trước thì sao? Làm 100 vụ thì mới được bắt một vụ. Khắc phục hậu quả một vụ này xong thì vẫn cứ an toàn ra ngoài và gọi rằng là hưởng thụ cái số tài sản của mình. Đây có phải là tạo điều kiện là tham nhũng không? Đây là cái mà chúng ta thấy. Cái thứ hai nữa về thu hồi tài sản tham nhũng thì hiện nay đã có cách. Và bản thân anh ở trong ban thì anh đã biết thừa là khi mà khởi tố điều tra và khi mà thậm chí là điều tra thôi ấy, mới ra cái quyết định điều tra thôi ấy, thì người ta đã phong tỏa các bất động sản, các tài sản của những nhân vật có liên quan để từ đó là sau này có những cái tài sản được kê biên, những gọi là kê biên luôn những cái tài sản đó, và khi kê biên tài sản thì sẽ có được cái gọi rằng là khắc phục hậu quả. Nếu anh không khắc phục được thì tôi bán tất cả tài sản của anh đi, ví dụ như anh Đức Trung hay là vấn đề gì đấy đó. Đấy là cái mà chúng ta có thể nhìn thấy chỗ này. Thế rồi còn gì nữa thì tôi xin chia sẻ với anh rằng là theo Trung Quốc ấy, anh lấy ví dụ ở Trung Quốc, thì ở Trung Quốc từ năm 1997, 98 gì đó, họ có một cái điều luật là 39 mấy gì đấy, hay 37 mấy tôi không nhớ kỹ. Thế nhưng trong điều luật đó thế này, khi mà phát hiện ra một cái vụ án, thì người ta sẽ điều tra tài sản của cái người bị can đó, và cả những người thân, những người liên quan, ví dụ như là vợ con vân vân. Và nếu như cái số tài sản á, số tài sản á, mà không giải trình được, ví dụ như thu nhập của anh từng này nhưng mà tài sản anh quá nhiều thì cái phần nhiều á máy không giải trình được ấy, thì người ta kê biên và người ta tịch thu luôn, bởi vì người ta coi đó là tài sản bất chính. Nếu chúng ta có cái điều luật này nữa ấy, thì rất là đơn giản và nó thực đúng cái văn hóa liêm chính. Anh làm cái gì anh có tiền anh cứ minh bạch đi, sao mà phải khổ, có đúng không ạ? Sao mà phải khổ? Anh có tiền hàng nghìn tỷ anh cứ minh bạch đi. Bây giờ điều tra xem là bây giờ bắt một cái vụ, ví dụ như anh bắt anh Phạm Hồng Hà trong thế hạn, thì kê biên tài sản của anh vân vân đã được rồi, và sau khi thấy cái số tài sản đấy của anh ấy, thì người ta thậm chí của vợ anh, của con anh và những người xung quanh như nhân viên của anh vân vân, thì hỏi những người đó và những người đó phải chứng minh cái số tiền, cái số tài sản của mình, bởi vì lỡ đâu họ đứng tên hộ thì sao, đúng không? Và nếu như mà không chứng minh được thì có quyền kê biên cái số tài sản này, tịch thu số tài sản này. Thì đó là cái hiệu quả cho tham nhũng, chứ không phải rằng là đưa cho họ một cái miễn hình sự hóa. Nếu miễn hình sự hóa thì nở rộ tham nhũng, có đúng không ạ? Tôi đã có cái bài cũng nói, cũng tượng trưng như là ý của anh Lê Minh Trí, đó là cái việc mà cố ý làm trái với cái việc mà năng động dám nghĩ dám làm thì rất dễ là vi phạm pháp luật, vượt quyền lạm quyền nó kia. Thì tôi chỉ lấy đơn giản thế này, trong tất cả mọi cái thì chúng ta sửa những cái điều luật thể chế, ví dụ thế này, anh thấy rằng anh cần phải làm cái này nhanh và để nhanh thì anh phải có được một số cái quyền hạn, vậy thì anh hoàn toàn có thể đề xuất để mà có được cái quyền hạn đó trong một khoảng thời gian đó. Một ví dụ đơn cử như là trong công tác chống dịch thì để huy động một số cái nguồn lực thậm chí từ quân đội từ vân vân, thì cái này nó vượt quá thẩm quyền của chính phủ. Vượt quá thẩm quyền của chính phủ. Chính phủ cũng có quyền của mình nha. Và để làm được việc đó thì đơn giản là ông Phạm Minh Chính, ông ấy đề xuất lên Quốc hội và Thường vụ Quốc hội là ủy quyền cho chính phủ
trao cái quyền đó, bởi vì quyền đó thuộc quốc hội mà. Nhưng quốc hội thì không thể ngày nào cũng đi chống dịch được, cho nên ủy cái quyền đó cho thủ tướng, và từ đó là thủ tướng cứ thi và quyết định về chống dịch thôi. Đó là cách làm đơn giản, và đó là hỏi cái tâm rất sáng, đúng không? Anh làm gì anh cứ nói báo cáo đàng hoàng, vấn đề khúc mắc ở đâu, cách giải quyết thế nào. Anh mà chủ động năng động sáng tạo ấy thì anh làm thì anh sẽ có được cái quyền đó, không có gì khó cả. Xưa nay trước đây tôi lên đi làm việc thì kể cả nhân viên ở dưới bình thường đi mình vẫn ủy quyền một cách bình thường mà chẳng có cái gì cả, mình ủy một số quyền của mình cho người ta cũng được, mà ủy toàn bộ quyền của mình cho người ta cũng được. Ví dụ mình đi công tác thì mình ủy quyền cho cái chị phó ban thường trực thì đương nhiên rằng là chị có đầy đủ cái quyền để ký thay mình, thậm chí ký thay mình vân vân thế này đó. Thế còn ví dụ như là mình chỉ ủy quyền cho một số cái đó để phê duyệt thôi, ví dụ như là phê duyệt kế hoạch vân vân cái gì đấy, hoặc rằng là chỉ đã đi ký một cái số thu trong một cái điều kiện nhất định, thì tất cả những cái ủy quyền đấy mình có thể ủy quyền nhỏ hay là ủy quyền lớn, thì từ trên xuống dưới nó thông suốt như vậy. Lãnh đạo cấp dưới mà năng động sáng tạo, dám nghĩ dám làm thì cũng nên sòng phẳng đàng hoàng tranh luận và đấu tranh để mình có được cái quyền đó, nghĩa là mình đấu tranh để mình có được cái quyền đó, chứ không phải rằng là cứ chờ trên ban xuống thì vân vân thế này đó. Cách làm cực kỳ đơn giản, nghĩa là tạo sự dân chủ ở trong đảng. Anh dám nghĩ dám làm thì anh cũng phải dám phát biểu và dám tranh luận và dám xin cái quyền đó để mà chịu trách nhiệm và làm cho nó tốt, đúng không? Thì hoàn toàn có thể làm được. Có thể nói rằng là với cái thông tin này của anh Lê Minh Chí, tôi vô cùng thất vọng, tôi cực kỳ thất vọng, nói là như vậy. Không biết các bác nghĩ thế nào. À, bây giờ tôi đi ăn cắp, ăn trộm. Khi bị bắt thì tôi phát hiện, tôi trả lại tài sản thì tôi có được miễn trách nhiệm hình sự không? Đúng không? Cảm ơn tất cả các bác, cảm ơn tất cả mọi người. Chúc các bác một buổi sáng tốt lành.